刚刚买菜的我们呢？现在跳转呢、啊？bán kết đôi nam trung học cơ sở nhớ chưa biết trường gì để hỏi ngay luôn mà được. Trung học cơ sở Trung Hiếu Chiến Nghĩa. Trung Hiếu Yên Nghĩa gặp trường trung học cơ sở Văn Yên. Chuẩn bị. Yên Nghĩa đứng bên tay phải, Văn Yên là đứng bên tay trái. Bắt đầu. Điểm cho Trung Hiếu Yên Nghĩa 1-0. Bỏ nhỏ không thành công. Điểm cho Trung Hiếu Yên Nghĩa 2-0. Đánh cầu hỏng. Điểm 1-2 cho bên trường Văn Yên. Điểm 3-1 cho Yên Nghĩa. Đập cầu không qua lưới. Điểm 4-1 cho Yên Nghĩa. Đập cầu tốt. Điểm 5-1. Cầu không qua lưới. Điểm 25. Cầu không qua lưới. Điểm 35 cho đội bạn nữa rồi. Đập cầu tốt. 6-3 cho Yên Nghĩa. Qua lưới. Điểm 4-6 cho Văn Yên. Đánh cầu ngoài sân. Điểm 5-6 cho Văn Yên. Cầu dài. Điểm 7-5 cho Yên Nghĩa. Đập cầu tốt. Điểm 8-5 cho Yên Nghĩa. Bán kết đôi lứa 14-15 Thanh Mai Yên Lập Anh Thu Vũ Lan. Giao cầu dài mất rồi.
Văn Trung giao cầu dài. Điểm 6-8. Thủ cầu rất tốt. Thủ cầu rất tốt. Điểm 9-6 cho Yên Nghĩa. Đập cầu tốt. Điểm 16 cho Yên Nghĩa. Hai vận động viên Trung Hiếu của Yên Nghĩa đánh rất tốt. Bảy mười cho Văn Yên rồi. Chém cầu không qua lưới. Điểm 11-7 cho Yên Nghĩa. Đổi hai đội đổi sân. Bán bên đôi nữ 14-15, anh Yên Nghĩa và Huyền Vi Lê Hồng Phong thi đấu sân số 2. Nó ngồi ghế nó quyết thì thôi, chứ còn không phải như tính chắc, không phải bình tĩnh. Con nào vậy là con, cháu nào vậy là cháu riêng. Em á, em mà cứ phú lương mắt này mẹ, cứ trong này mọi người ngoài, ngoài em bỏ trong. Đập cầu tốt. Điểm 12-7. Giao cầu trong sân. Điểm 13-7. Giao cầu tốt. Điểm 14-7. Đội bạn hơi tâm lý, đánh cầu ngoài sân rất tiếc. Điểm 8-14. Cầu ngoài sân. Điểm 15-8. Hai cầu thủ Yên Nghĩa đây. Đây là hai cầu thủ Văn Yên. Gọi hai tay vợt. Hai tay vợt của trường Văn Yên đánh cầu rất là cố gắng. Hai bạn của Yên Nghĩa, tay vợt Yên Nghĩa xuất sắc hơn. Điểm 17-10 cho Văn Yên. 10-17 cho Văn Yên. Công cầu ra ngoài. Điểm 11-17 cho Văn Yên. Bán kết đơn nam tiểu học anh Hà Nội Thăng Long gặp Điện Bàn Kết thi đấu sân số 3. Điểm 12-7 cho Văn Yên. Thủ cầu tốt. Điểm 13-7 cho Văn Yên. Cầu tốt. Điểm
18-13 cho Yên Nghĩa. Đập cầu hỏng. Điểm 14-18. Các đồng chí trọng tài lưu ý khi ghi tên của ngoài sân, điểm 19-14. Hai quả nữa. Trong sân, điểm 20-14. Yên Nghĩa đã gần chiến thắng rồi. Điểm 15-20. Một quả nữa thôi. Yên Nghĩa Trung học cơ sở Yên Nghĩa thắng Trung học cơ sở Văn Yên là 21-15.